đây tiếp tục giới thiệu cho anh em thêm một cái sản phẩm, đó là cụm tăng tốc nhôm Shinshi Banzin ha. Sản phẩm đến từ thương hiệu Banzin Đài Loan ha. Thì giá cho bộ cụm tăng tốc nhôm Shinshi này shop phụ tùng xe máy của Thắng mình bán cho anh em với mức giá là 150.000, miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em luôn. Anh em mà có nhu cầu cứ liên hệ em qua số điện thoại là 0933996332 ha. Cụm nhôm tăng tốc nhôm Shinshi này thì có thể sử dụng được tất cả các dòng xe ha. Cái này là cái cụm này đã là nhôm Shinshi nhưng mà nhà sản xuất đã xử lý gọi là bề mặt gọi là nhôm mờ nhìn rất là đẹp nha anh em. Đúng hàng chính hãng Banzin ha. Rất là đẹp khi lên xe. Một màu duy nhất luôn. Em chỉ bán một bạc thôi. Màu này thì màu bạc thứ nhất là nó dễ lên xe. Xe màu gì phối màu vô mình đi nó cũng rất là đẹp ha. Rồi anh em có nhu cầu có liên hệ em qua số điện thoại là 0933996332 ha. Cùng nhôm Shinshi Banzin giá 150.000, miễn phí giao hàng toàn quốc cho anh em luôn.